Xin chào các bạn, chúng ta sẽ tiếp tục với sáng thế ký chương 12. Khảo cứu sáng thế ký 12 sẽ là một câu chuyện cực kỳ hay cho chúng ta. Sáng thế ký chương 10, chương 11 có vẻ là nó chỉ là câu chuyện về dòng dõi và câu chuyện về thác ba bên. Nó cái ý nghĩa của nó chỉ đơn giản là con người đã quá kiêu ngạo, đã quên đi đức trời của mình, đã dựa vào trí khôn của mình và đã khiến đức trời nổi giận và ngài đã tạo lên một thế giới mới bằng cách là thay đổi ngôn ngữ của họ mà thôi. Và chúng ta lại có thể khẳng định với nhau rằng một điều đó là khi mà loài người phạm tội đức trời hay là bất cứ ai, bất cứ chúng ta có phạm tội đức trời thì đức trời sẽ thay đổi cái kế hoạch và vốn ban đầu ngài đã định trên cuộc đời của chúng ta, và ngài sẽ lại tiếp tục kêu gọi một người khác, tìm kiếm một người khác, thì đức trời lại thay đổi kế hoạch của ngài một chút và ngài phải tìm một con người khác để đáp ứng cái nhu cầu, đáp ứng cái điều kiện cần mà khi ngài thay đổi cái kế hoạch của ngài. Thì trước đây là ông Noe đã thay thế cái chức vụ của ông Adam. Và bây giờ chúng ta sẽ học về một nhân vật Abraham. Abraham sẽ lại tiếp tục cái chức vụ mà ông Noe chưa làm được. Đó là Đức Trời muốn ông Adam sinh ra một dòng dõi có thể thờ phượng ngài, thuộc về ngài, nhưng Adam đã không làm được. Sau đó Đức Trời dùng ông Noe, nhưng rồi ông Noe và các con trai của ông cũng không làm được. Bây giờ Đức Trời lại tiếp tục đặt niềm tin của ngài vào một nhân vật có tên là Abraham. Ngài muốn nhân vật này sẽ là một nhân vật có thể đáp ứng được yêu cầu của ngài, đó là sinh ra một dân tộc thật sự thuộc về ngài, sinh ra một dòng dõi thật sự thuộc về Đức Trời. Thì nói chung là như thế này. Vậy thì chúng ta bây giờ sẽ nghiên cứu về Abraham nhé. Abraham là một người sống ở thành phố Canđê, cách thành phố Babylon khoảng tầm 100 dặm về hướng đông nam nhé. Về hướng đông nam của thành Babylon thì có một cái thành phố gọi thành phố Canđê, và nó thuộc về Isaac, nó thuộc về Isaac, nó thuộc về lãnh thổ của người Isaac bây giờ. Và cái xứ này, và cái xứ của người Canđê này thì thờ phượng một vị thần, nó là vị thần Shin. Thần này gọi thần mặt trăng hay là thần phù trợ của thành phố này. Thần này thì có thể nó làm do con người được dựng lên, thần này có thể là do con người dựng nên hoặc là do ma quỷ đang lừa dối con người để có cái thần này, tức là đã thay thế một vị thần khác thay cho Đức Chúa Trời. Và chính bởi cái điều này thì cha của Abraham là ông Tare đã dẫn con trai mình và cháu mình, cháu nội là Lot ra khỏi xứ đó. Vậy thì chúng ta sẽ thấy là Abraham và Lot là chú cháu ruột. Đấy. Tức là cha của Lot thì đã chết rồi, tức là có nghĩa là cha của Lot là đã chết rồi. Tare là ông nội dẫn cháu nội và cùng con trai ruột của mình, đó là Abraham, ra khỏi cái xứ Canđê này, là thứ thờ thần Shin, không thờ Đức Chúa Trời. Và Đức Chúa Trời đã để ý đến cái gia đình này khi họ đã ra khỏi đất đó. Và khi Đức Chúa Trời để ý đến Abraham thì ngài đã nói với Abraham như thế này, đó là hãy ra khỏi quê hương bà con thân tộc và cha của con, để đi đến một vùng đất ta sẽ chỉ cho con. Lúc này Đức Chúa Trời kêu gọi Abraham rời xa Tare. Thực ra lúc này thì ông Tare ông ấy đã chết rồi. Người cha của Abraham này đã qua đời rồi. Thì Đức Chúa Trời kêu gọi là con hãy rời xa đi, rời xa cả bố mình, dòng dõi của và những anh em thân tộc của bố con, tức là của ông Tare đấy, và tiếp tục rời khỏi xứ Canđê và tiếp tục rời tiếp, đi tiếp một chỗ khác. Đi đến một cái nơi mà Đức Trời không nói nó là nơi nào, nhưng ngài hứa với Abraham là ngài sẽ ban cho ông trở thành một dân lớn và sẽ ban cho ông có phước và làm rạng rỡ danh của ông Abraham. Và thực ra thì Chúa không chỉ định rõ là cái đất nào, nó ở đâu, nhưng mà ông Abraham quyết định cứ tiếp tục rời xa là được. Ở đây đó, một cái bài học đó là Đức Trời đôi khi muốn chúng ta nói chúng ta là con đang sống trong cái tội lỗi, con đang sống trong cái điều kiện không tốt, con đang sống trong một cái môi trường không tốt, con đang sống với những người bạn không tốt, đang sống với những kẻ tiểu nhân, hay là con đang sống trong một môi trường quá tội lỗi, và giờ Đức Trời muốn con phải ra khỏi đó. Và Đức Trời kêu gọi Abraham đúng cái kiểu như vậy, và ngài không chỉ cho ông đi đâu cả. Đôi khi trong cuộc đời này của chúng ta đấy, Đức Trời cũng kêu gọi chúng ta đi ra khỏi tội lỗi đi, nhưng ngài không nói rõ là chúng ta sẽ phải đi đến đâu, chỉ cần chúng ta đi ra khỏi tội lỗi là được. Đôi khi Đức Trời cho chúng ta một cái lời hứa như vậy thôi. Một cái lời hứa là hãy đi ra khỏi đó thì ta sẽ ban phước cho con, ta sẽ ban phước cho con, ta sẽ chúc phước cho con.
nhưng mà con phải nghe lời ta đi ra khỏi đó đi. Còn đi đâu thì ta không nói. Đây là một sự thử thách. Đức Chúa Trời đã làm rất nhiều thử thách trên cuộc đời của ông Abraham. Ước mong rằng sau cái sự thử thách, sau sự rèn luyện đó, mà ông Abraham này sẽ để lại lịch sử, sẽ để lại bài học cho con cháu, cho con cháu và dòng dõi mình, để dòng dõi ông Abraham sẽ theo gương của ông, theo gương của Abraham, tức là thử thách, chịu sự thử thách, tức là chịu sự thử thách của Đức Chúa Trời, chịu sự thử thách của Đức Giê-hô-va như Abraham đã từng chịu. Đấy, nên là Đức Chúa Trời thử thách ông Abraham khá là tuyệt vời. Đây Ngài kêu gọi ông đi mà không cho biết là đi đâu. Và lời hứa của Đức Trời dành cho ông Abraham thì Đức Trời đã cho ông ta biết rằng Ngài sẽ sai một đấng Messiah, sai Đức Jesus Christ đến. Trong câu số 3, trong câu số 3 của sách Thánh Ký chương 12, Chúa hứa với Abraham là ta sẽ chúc phước cho người nào chúc phước con, nguyền rủa kẻ nào nguyền rủa con, mọi dân trên đất sẽ nhờ con mà được phước. Thì ở đây cái câu này là sẽ nhờ con mà được phước, mọi dân trên đất sẽ nhờ con được phước, đây là ẩn dụ về Đức Jesus Christ sẽ đến sau này. Đây là cái điều rất tuyệt vời, và Đức Chúa Trời đã chọn mặt gửi vàng rồi. Đức Chúa Trời đã chọn mặt gửi vàng ở đây. Trước đây khi Ngài chọn ông Noe thì Ngài muốn ông Noe sinh ra dòng dõi thờ phượng Ngài, thì Ngài bằng cách là Ngài phải hủy diệt hết tất cả các dòng dõi tội lỗi kia. Nhưng ngày nay Đức Chúa Trời gọi ông Abraham để sinh ra một dòng dõi cho Đức Chúa Trời. Khi Ngài chọn ông Abraham và chọn dòng dõi của ông thì Ngài không hủy diệt những người còn lại trên thế giới, mà Ngài lại sử dụng ông để cứu những người còn lại. Đây là sự khác biệt của Đức Chúa Trời đã làm với Lô-ê và Đức Chúa Trời đã làm với Abraham. Đức Chúa Trời làm với Lô-ê là Đức Chúa Trời cứu Lô-ê thì Ngài diệt hết còn lại, chỉ cứu Lô-ê thôi. Tức là mong muốn ông không bị vướng bận cái vấn vương, hay là cái ghi nhớ về tội lỗi, hay là cái ảnh hưởng của những con người tội lỗi cũ, Chúa xóa sạch hết để cho một dòng dõi mới, dòng dõi thánh được sinh ra, nhưng kết cục cũng không làm được. Nên Đức Chúa Trời đã gọi Abraham làm việc khó hơn, đó là ta sẽ dùng dòng dõi con để làm nguồn phước cho tất cả các dòng dõi khác. Tức là Ngài không diệt các dòng dõi khác trên đất nữa, tức là Ngài không diệt các dòng dõi khác trên đất để tạo ra một dòng dõi chỉnh chu, mà Ngài tạo ra một dòng dõi chỉnh chu để cứu tất cả dòng dõi khác trên đất. Đây là cái sự ngược lại mà Đức Chúa Trời làm, một cái sự bày tỏ, một cái sự và một cái được gọi là phúc âm nói về Đức Chúa Jesus, nói về Đức Chúa Jesus Christ sẽ đến sau này. Đây là cái điều rất hay và tuyệt vời. Thì chúng ta sẽ nhớ một sự kiện, đó là ông Abraham lúc này nhận được lời hứa của Chúa là năm ông 75 tuổi. Ông 75 tuổi và ông đi cùng với một người vợ, đó là Sarai, vợ của ông, và Lot là cháu của ông. Thì trước khi sang sự kiện Abraham xuống Ai Cập thì chúng ta sẽ nghiên cứu một chút về 6 ý nghĩa về sự kêu gọi của Chúa dành cho Abraham. Sự thứ nhất đó là sự biệt riêng. Sự biệt riêng thì cũng giống như Ngài biệt riêng Lô-ê thôi, nhưng mà Ngài biệt riêng bằng cách là Ngài kêu gọi đi rời khỏi. Kêu gọi đi ra và rời khỏi. Đôi khi chúng ta phải nhớ về sự biệt riêng này, chúng ta phải có sự biệt riêng cho Đức Chúa Trời. Chúng ta phải đi ra và rời khỏi cái nơi không có thuộc linh, nơi không có sự thánh khiết, không sự công chính, không có sự bình an, không có sự chúc phước, không có sự tốt lành. Nơi đi ra khỏi cái nơi đầy dẫy sự sủa xả, đi ra khỏi nơi đầy dẫy sự tội lỗi, đi ra khỏi cái nơi đời trần thế thế tục, đi ra khỏi cái nơi nó phàm tục, đi ra khỏi cái nơi không thánh khiết, đi ra khỏi nơi Đức Trời không bằng lòng. Đây là sự biệt riêng, đây là cái ý nghĩa bài học thứ nhất mà Đức Trời kêu gọi. Ý nghĩa thứ hai là Đức Trời gọi, ý nghĩa thứ hai về sự kêu gọi Đức Trời dành cho Abraham, đó là sứ mệnh công bố phúc âm. Đôi khi ta đọc cái câu là sứ mệnh công bố phúc âm này, ta nghĩ là ô, cái sứ mệnh này nó phải dành cho chúng ta chứ đâu có phải dành cho Abraham. Nhưng thực ra cái sứ mệnh công bố này nó nói về cái câu ẩn dụ về Chúa Giêsu nhá, ẩn dụ về Chúa Giêsu sau này sẽ có một đấng đến để công bố phúc âm. Và khi Đức Trời hứa với ông thì Ngài đã là công bố phúc âm rồi, chính Đức Trời đã công bố phúc âm rồi, và ông Abraham chỉ có nhận lấy điều đấy thôi và tin điều đấy thôi, mặc dù là ứng nghiệm cái lời đó, tức là ứng nghiệm lời hứa Đức Chúa Trời đấy, nó cách khoảng thời gian đó là 2000 năm, tức là từ Abraham cho đến đấng Messiah
2.000 năm, rất là lâu. Tiếp theo, ý nghĩa thứ ba là ý nghĩa về miền đất hứa. Đức Trời không nói ta là cái miền đất hứa đó ở đâu, không cho ta biết là miền đất hứa ở đâu. Ngài chỉ nói là hãy đi đến ở miền đất đó đi và ta sẽ ban phước cho con. Nó ẩn dụ về thiên đàng. Nó ẩn dụ về thiên đàng cũng như ngày hôm nay chúng ta, tin Chúa, tất cả chúng ta theo Chúa, tin vào sự chết Chúa Jesus Christ và thay đổi cuộc đời mình, ăn năn tội mình, cũng chỉ hướng về thiên đàng, cũng giống như dân Do Thái hướng về miền đất hứa, cũng giống như chúng ta hướng về thiên đàng. Mặc dù chúng ta chưa biết thiên đàng ở đâu, chưa nhìn thấy, vì chúng ta biết lời hứa của Chúa là Ngài có một thiên đàng dành cho chúng ta. Tiếp theo, ý nghĩa thứ tư đó là bổn phận vâng lời và sự phó thác cho Ngài. Đôi khi trong cuộc đời này chúng ta chỉ có vâng lời Chúa nhưng ta lại không phó thác cho Ngài một điều gì. À, chúng ta biết chúng ta muốn vâng lời Chúa thì chúng ta phải phó thác cho Ngài. Chúng ta bảo là con sẽ vâng lời Chúa, sẽ đi nhóm đều đặn, con sẽ dâng hiến một phần mười, con sẽ làm việc này việc kia, con sẽ làm việc này việc lọ. Nhưng đôi khi ấy, có những cái điều mà Đức Trời chúng ta muốn phó thác, nhưng có đôi khi Đức Trời muốn chúng ta phó thác cuộc đời này cho Ngài chứ hơn là chỉ vâng lời một cách lễ giáo như vậy. Sự phó thác này là đôi khi Đức Trời không cho ta biết rõ về kết quả nhưng ta vẫn phó thác, dầu sống dầu chết chúng ta vẫn làm. Thì đây là một sự phó thác, nó nói về một cái đức tin rất là cao, nó thể hiện một sự nỗ lực, nó thể hiện một sự nỗ lực mới làm được, chứ không phải là đơn giản là các bạn cứ nghĩ là tôi tin, tôi vâng lời. Sự phó thác nó thể hiện một sự nỗ lực vâng lời. Đôi khi Đức Trời muốn chúng ta cam kết vì sự nỗ lực vâng lời hơn là ta chỉ vâng lời. Ví dụ Chúa hứa là chắc chắn điều này điều này kia thì chúng ta vâng lời chúng ta có được, đơn giản quá. Đôi khi chúng ta cứ phải cần Đức Chúa Trời phải cho chúng ta biết rõ về kết quả chúng ta mới vâng lời Ngài. Nhưng Đức Trời lại muốn chúng ta phó thác cho Ngài, nỗ lực vâng lời Ngài một cách vô điều kiện. Đây là cái điều rất là tuyệt vời. Ta hãy bắt chước cái tấm gương của Abraham ở đây. Chúng ta hãy bắt chước tấm gương của ông Abraham. Abraham vâng lời Chúa, phó thác cho Ngài và không cần quan tâm bất cứ điều gì cả. Tiếp theo là ý nghĩa thứ năm là ý nghĩa kế thừa lời hứa. Kế thừa lời hứa là gì? Đó là cái lời hứa là khi ông Abraham nhận đến lời hứa này thì sau này nghiễm nhiên con cái con cháu của ông cũng nhận đến cái lời hứa này. Họ chờ đợi lời hứa sẽ xảy ra, tức là chờ đợi đấng Messiah, chờ đợi Đức Chúa Jesus Christ sẽ đến. Thì cũng giống như ngày hôm nay chúng ta theo Đức Chúa Jesus Christ, chúng ta tin Chúa Jesus rồi thì chúng ta thừa kế Đức Thánh Linh bởi niềm tin. Vì Đức Chúa Jesus nói là khi các ngươi tin ta thì ta sẽ ban cho các ngươi quyền trở nên làm con cái Đức Chúa Trời, và chính Đức Thánh Linh ở trong lòng ngươi sẽ giúp các ngươi làm điều đó. Thì chúng ta sẽ kế thừa Đức Thánh Linh bởi niềm tin, kế thừa cái sản nghiệp được làm con Đức Chúa Trời, được Đức Thánh Linh Đức Chúa Trời ngự trong lòng ta bởi niềm tin, cũng giống như người Do Thái được kế thừa lời hứa, được chờ đợi kế thừa lời hứa là họ sẽ trở thành tuyển dân của Chúa, họ sẽ trở thành những người con của Chúa, ai rủa xả dân ta sẽ bị ta rủa xả lại. Đấy là kế thừa. Đấy là ý nghĩa thứ năm. Ý nghĩa thứ sáu đó là đức tin cứu rỗi thật là đức tin bao gồm sự vâng lời. Đức tin cứu rỗi thật là đức tin bao gồm sự vâng lời. Đôi khi ta nói tôi tin Chúa nhưng ta lại không thay đổi đời sống mình, ta không vâng lời Ngài, chúng ta không nỗ lực phó thác cho Ngài, thì đức tin đó có còn là đức tin của sự cứu rỗi hay không? Hãy xem xét cuộc đời này, đức tin nó phải có hành động, đúng không ạ? Hành động đó là phải sự vâng lời nha các bạn nhé. Đây là cái ý nghĩa thứ sáu. Abraham sẽ không được kể là người công chính bởi đức tin nếu như ông không nỗ lực vâng lời. Nếu như đức tin không có sự bao gồm của sự vâng lời thì đó không phải là đức tin các bạn nhé. Ok, đức tin cứu rỗi là đức tin của sự vâng lời. Nên đôi khi các bạn đi làm chứng về Chúa Jesus Christ cho người ta, cứ tin Chúa được cứu, cứ tin Chúa được cứu, kêu cầu danh Chúa được cứu. Vấn đề là họ tin nhưng họ nhưng mà họ không ăn năn, họ tin nhưng họ không vâng lời, thế thì đức tin nó lại trở về không rồi. Cho nên là khi mà chúng ta đi chia sẻ tin lành, giảng dạy về lời Đức Chúa Trời cho người ta thì cố gắng giảng đến nơi đến chốn, đó là đức tin nó phải có sự vâng lời. Nhưng tất nhiên là sự vâng lời nó không phải là một ngày một ngày hai mà có được, đó là phải sự tập luyện, đúng không ạ? Tập luyện để chúng ta có được, chứ không phải là ngày một ngày hai chúng ta có được ngay cái sự vâng lời, đúng không ạ? Rồi bây giờ chúng ta sẽ sang một phần tiếp theo, đó là Abraham xuống Ai Cập. Nhưng mà chúng ta sẽ biết là lúc này Abraham đang ở đâu
mà ông lại phải đi xuống Ai Cập. Ông rời bỏ xứ Canh Đê của mình, đi đến một nơi. Nơi đó gọi là Canaan. Lúc này ông chưa xuống Ai Cập, ông đang ở Canaan. Và lúc ông ở Canaan như thế này thì Chúa hiện ra, con đến đến đúng đúng nơi rồi. Chúa hiện ra với ông Abraham, Chúa nói là con đến đây là đúng nơi rồi. Và ta sẽ ban cho con cái xứ này, cái đất này. Đất Canaan là đất con đang kiều ngụ, con vừa mới đến đây. Ta sẽ ban cho con đất này. Đó là đất để con làm sản nghiệp và nó thuộc về con và dòng dõi con. Chúa phán như vậy. Trong câu 7, câu 8 và câu 9 các bạn đọc. Và ông Abraham vui mừng và hạnh phúc lắm. Ông lập cho Đức Chúa Trời một cái bàn thờ. Và ông nghĩ là tôi đã thành công. Tôi đã thành công, tôi đã rời khỏi gia đình mình và đến một nơi mà Đức Chúa Trời đã kêu gọi tôi và Ngài đã ban phước cho tôi. Và Ngài hứa rằng sẽ ban cho tôi cái vùng đất này làm cơ nghiệp. Vậy là ông đọc một bàn thờ và ông vui sướng ông ở đó. Đôi khi chúng ta vâng lời Chúa và chúng ta được phước, cho được may mắn. Nhưng mà có một sự thật là đôi khi cái phước hạnh đó nó không kéo dài. Và có một sự thật là vâng theo lời Đức Chúa Trời không có nghĩa là lúc nào chúng ta cũng được phước và chúng ta sẽ không bao giờ gặp các nan đề, gặp các vấn đề trong cuộc sống. Chúng ta sẽ mãi mãi bình yên. Đôi khi chúng ta vâng lời Đức Chúa Trời không có nghĩa là đồng nghĩa việc là chúng ta luôn bình yên, luôn được phước. Cái việc Abraham phải rời bỏ cái xứ Canaan là cái xứ mà Chúa hứa đây, ta ban cái xứ này cho con đây, con đến đúng nơi rồi đây. Nó thể hiện một cái sự thử thách Đức Chúa Trời dành cho Abraham tiếp tục. Đôi khi vâng lời Đức Chúa Trời thì chúng ta lại tiếp tục đối mặt với một thất vọng. Vì đó là sự thử thách của Đức Chúa Trời. Chúng ta phải biết và hiểu rằng Chúa hiện ra với Abraham. Chúa hiện ra nó thể hiện là Abraham có thể nhìn thấy Đức Chúa Trời một cách trực tiếp hoặc một cách từ đằng xa. Hoặc là Abraham có thể đối thoại một cách trực tiếp với Đức Chúa Trời. Đây là nó thể hiện là Đức Chúa Trời đã hiện ra với Abraham ở xứ Canaan. Cái việc Đức Chúa Trời hiện ra với ông Abraham ở xứ Canaan nó mang một cái tính chất là sự xác quyết là nơi này sẽ thuộc về Abraham, nơi này sẽ là nơi Đức Chúa Trời ban cho Abraham một cơ nghiệp. Ban cho Abraham một cơ nghiệp. Nhưng điều đó không có nghĩa là Đức Chúa Trời không tiếp tục thử thách chúng ta. Điều đó không có nghĩa là Đức Chúa Trời để chúng ta bình yên cho đến cuối đời. Điều đó không nghĩa là chúng ta không còn phải trải qua một cái nan đề, một cái vấn đề nào khác nữa. Đôi khi Đức Chúa Trời cho chúng ta nếm cái sự thất vọng, nếm sự cay đắng trong cuộc đời này để chúng ta biết rằng ta còn tin Đức Chúa Trời không. Lộc chia sẻ với các bạn là nói thật là sau khi tin Đức Chúa Trời thì Lộc giật được rất nhiều phước và Lộc hạnh phúc với cái phước hạnh Đức Chúa Trời đã chúc phước cho mình. Thế nhưng cái phước hạnh đó nó không kéo dài lâu. Nó không kéo dài lâu. Và Lộc cũng giống như ông Abraham lúc này gặp một cái nạn đói và phải đi xuống Ai Cập. Ông Abraham đã gặp một cái nạn đói và phải đi xuống Ai Cập. Bản thân Lộc cũng vậy. Tin Chúa một thời gian đầu đó là nghe theo tiếng Chúa, đi theo lời Chúa, làm theo lời Chúa và được phước. Được phước lắm. Thì sau đó là cái được sự phước hạnh đó nó lại không kéo dài lâu. Bởi vì Đức Chúa Trời muốn thử thách chúng ta, muốn cho chúng ta gặp thêm những nan đề để đức tin ta tăng lên. Cũng giống như lúc này Abraham đi xuống Ai Cập và bản thân Lộc cũng đi xuống Ai Cập. Bản thân Lộc cũng đi xuống và thậm chí là chính cái thời điểm mà Lộc đang làm cái video này chính là thời điểm mà Lộc đang ở Ai Cập. Khi ông Abraham đi xuống Ai Cập thì ông Abraham đã yếu đuối đức tin. Điều này nó là một điều rất bình thường trong cuộc đời này. Khi nếu như bạn hay là Lộc hay là bất cứ ai đi theo Chúa được ban phước sau đó gặp nan đề thì đức tin sẽ bị yếu đi. Đấy là điều không đáng sợ và không đáng trách. Điều quan trọng là Abraham đã ăn năn. Thực ra thì Lộc cái thời gian vừa qua đã phạm rất là nhiều tội. Đức Chúa Trời muốn thử thách mình nhưng mình đã không vượt qua được và mình đã phạm tội. Ông Abraham đã phạm một tội, đây là ông đã nói dối. Ông nói với vợ ông là Sarai rằng là em là người phụ nữ đẹp. Nên là khi đi xuống xứ Ai Cập ấy, người ta sẽ vì em mà cướp mất mạng sống của anh. Tức là Abraham có vẻ yếu đuối lắm, sợ chết. Nói như thế cho nó vui đúng không? Tức là ông cũng sợ mất mạng ở một xứ xa lạ. Vì ông không biết thật sự là cái dân Ai Cập này nó như thế nào, nó là cái dân độc ác làm sao, ông không nắm rõ được. Và bây giờ ông lại là đang đi lang thang thì ông rất là sợ. Và có lẽ cái lúc này ông đã quên mất cái lời hứa Đức Chúa Trời là Ngài sẽ ban phước cho ông.
quên mất lời hứa Đức Trời dành Abraham là ông sẽ trở thành nguồn phước cho các dân tộc khác. Đôi khi chúng ta cũng vậy, đôi khi Lộc cũng vậy, Lộc quên mất rằng là Lộc là người truyền đạo của Chúa, Lộc quên mất rằng là người được Chúa gọi, Lộc quên mất rằng là Lộc là người được Đức Chúa Trời chọn lựa, được cứu, quên mất, chúng ta quên mất. Vì chúng ta đang phải trải qua một cái nạn đói và phải rời xuống Ai Cập, phải đi xuống một đất nước khác, phải đi sang một cái xứ khác. Cuộc sống này đôi khi chúng ta đang ở Ai Cập và yếu đuối là chuyện bình thường, nhưng quan trọng hãy cố gắng ăn năn. Và khi Abraham ăn năn thì Đức Chúa Trời đã trở lại với ông. Abraham đã dự tính một việc và ông đã dựa vào trí khôn của mình, không dựa vào Đức Chúa Trời mà ông đã dựa vào trí khôn của mình. Và cuối cùng vợ của Abraham đã bị vua Ai Cập bắt đi và Đức Chúa Trời phải giải cứu Abraham. Vì cái tình thế lúc này nó là tình thế không thể cách nào khác được, vì Abraham không biết trông chờ ở đâu cả, chỉ trông chờ Đức Chúa Trời thôi, nhưng ông vẫn phải sử dụng một chút cái trí khôn của mình. Tuy rằng cái trí khôn này nó đã thể hiện cái lòng yếu đuối của ông và ông đã phải nói dối, nhưng mà dẫu sao thì Đức Chúa Trời vẫn tha thứ cho ông và Ngài đã cứu vợ của ông, cứu gia đình ông khỏi Ai Cập. Nếu như đúng ra khi vua Ai Cập biết rằng Abraham đã lừa dối mình thì vua Ai Cập có thể giết luôn Abraham, giết hết tất cả người nhà của Abraham và lấy Sarai làm vợ. Vua Ai Cập có thể làm được điều đó. Vua Ai Cập có thể giết Abraham bất cứ lúc nào khi ông biết được rằng Abraham đã lừa dối mình và cướp lấy vợ Abraham bất cứ lúc nào. Thế nhưng mà Đức Chúa Trời đã làm một tai họa, đã giáng trên Pharaon và cả hoàng gia những cái tai ương nặng nề. Để cho ông Pharaon phải sợ hãi rằng là Abraham có một thần bảo vệ. Cho nên là Pharaon đã thả cho Abraham đi để cho ông về với vợ của mình và cho ông tài sản để ra đi, ra khỏi xứ của ông. Pharaon đã bị Đức Chúa Trời bắt phục. Vậy là Pharaon đã bị Đức Chúa Trời bắt phục, Đức Chúa Trời đã làm phép lạ cho người tin và ăn năn. Vậy là Đức Chúa Trời vẫn còn tiếp tục giúp đỡ Abraham bởi vì Abraham đã ăn năn. Thế cho nên này, đôi khi các bạn trong cuộc đời này, các bạn đừng sợ, đừng lo lắng vì mình đã phạm tội và đừng quá lo lắng vì mình đã yếu đuối. Điều quan trọng này, chúng ta hãy ăn năn điều đó và trở lại Đức Chúa Trời thì Ngài sẽ giải cứu chúng ta khỏi tai vạ đó. Vì cuộc sống này đôi khi những cái tai vạ đến nó cho chúng ta có thêm lòng tin, có thêm sự nhận biết, có thêm sự hiểu biết về Đức Chúa Trời và có thêm những cái trải nghiệm mới. Đôi khi tội lỗi nó không đáng sợ bằng những gì trải nghiệm mà chúng ta đã được trải, giống như Abraham đã được trải qua. Những cái câu chuyện như này thì chúng ta biết rằng Abraham là ông tổ của đức tin, là người rất là tin kính, nhưng mà rồi cũng có lúc yếu đuối. Vậy thì chúng ta cũng hãy tha thứ cho chúng ta. Một người vĩ đại như Abraham còn phạm tội thì chúng ta bị phạm tội thì nó cũng là một điều chúng ta có thể hiểu được, và chúng ta hãy tha thứ cho bản thân mình, ăn năn với Chúa và tiếp tục làm lại và ở với Chúa vì Đức Trời không bỏ rơi chúng ta. Thì đấy là cái điều mà bài học đó, là đôi khi Chúa hiện ra và nói với chúng ta đây là phước của con, nhưng thế rồi Chúa lại tiếp tục thử thách và xem chúng ta còn tiếp tục tin không. Thì đây là một cái điều rất là tuyệt vời. Chúng ta đừng nghĩ là tin Chúa một phát chúng ta sẽ đến được xứ Canaan này, tin Chúa một phát chúng ta sẽ được vào thiên đàng ngay, tin Chúa một phát là chúng ta sẽ toàn phước là phước luôn, mà Đức Chúa Trời cứ thử thách chúng ta như vậy, như cuộc đời của Abraham như thế này. Và tiếp theo, trong các bài học tiếp theo thì chúng ta sẽ học về cái hành trình mà ông Abraham phải trải qua những thử thách như nào để ta củng cố được cái đức tin ta, ta sẽ nhận diện được cái mức độ đức tin ta ở đâu và Đức Chúa Trời muốn thử thách ta như thế nào, Đức Chúa Trời muốn thử thách chúng ta như thế nào nữa, trong để chúng ta có thể nắm và hiểu biết về cái tính cách của Đức Chúa Trời, hiểu biết về cái cách làm Đức Chúa Trời, hiểu biết về ý muốn của Đức Chúa Trời, để chúng ta dễ dàng đến gần với Ngài, dễ dàng vâng phục Ngài, học hỏi từ các nhân vật đi trước, học hỏi trong Kinh Thánh để hiểu sâu về Chúa hơn trong các bài học tiếp theo. Rồi, hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo. Các bạn có đóng góp, có câu hỏi hay có bất cứ điều gì có thắc mắc, bạn hãy ngay lập tức comment xuống dưới video này cho mình biết nhé. Và các bạn yêu cầu bất cứ một điều gì thì cũng hãy comment xuống để mình sẽ phục vụ cái yêu cầu đấy của các bạn. Rồi, hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo. Goodbye.